Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bó một bó hoa đơn giản. Như cái bó hoa mình đang cầm đây. Để làm được cái bó hoa như thế này thì chúng ta nguyên liệu chủ yếu thì chỉ cần có một vài nguyên liệu cơ bản thôi. Thì để làm được cái bó hoa như thế này thì cũng không khó, cho nên là bạn nào kéo tay một chút thì rất dễ làm ra những bó hoa đẹp hơn nha. Mình bó thì cũng không được đẹp lắm. Đây là bó hoa mình đã bó sẵn rồi. Để làm được cái bó một bó hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nha. Thì chúng ta cần trước tiên đó là cái hoa tùy chọn. Các bạn có thể chọn hoa hồng hoặc hoa bất kỳ loại hoa gì các bạn bó thành từng cái bó như thế này. Các bạn dùng kẽm si để cố định và hoặc là băng dính cũng được nhá, nhưng mà mình khuyên là nên dùng kẽm si vì nó sẽ chắc hơn. Các bạn có thể dùng hoa hồng hoặc bất kỳ loại hoa nào khác nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta cần đến đó là cái giấy để bọc. Giấy bọc hoa thì ở đây mình dùng giấy báo, thì cái giấy có kích thước là 35cm chiều rộng và 50cm chiều dài nha. Thì các bạn chuẩn bị cho mình tầm khoảng 1, 2, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ hoặc là nhiều hơn cũng được nha. Thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết nha. Thì các bạn đặt hoa như thế này. Với những cái tờ giấy mà mình đã chuẩn bị sẵn thì các bạn gập như thế này nha. Các bạn gập như thế này. Chiều dài gập thì chúng ta sẽ rơi vào tầm khoảng một cái đốt ngón tay như thế này. Ok. Với những tờ giấy khác thì các bạn cũng làm tương tự như vậy nha. Các bạn cũng gập lại như vậy cho mình. Bây giờ các bạn đặt tờ giấy úp xuống như thế này. Đây, mình sẽ đặt như thế này cho các bạn dễ nhìn nhé. Rồi sau đó các bạn túm lại. Một là các bạn có thể dùng cái băng dính hoặc là dùng các loại khác. Ở đây thì mình không có băng dính thì mình dùng luôn cái băng keo sáp này nhá, để cố định lại. Vì mình không tìm thấy băng dính ở nhà mình đâu cả. Các bạn có thể dùng băng dính nhá. Tiếp vào với tờ giấy thứ hai. Thì các bạn đặt như thế này. Rồi các bạn cũng túm lại. Tờ thứ hai là các bạn được như thế này rồi nhá. Các bạn cũng dùng băng keo sáp hoặc là băng dính để cố định lại. Ok. Tờ thứ ba các bạn cũng làm như vậy. Đặt. Các bạn túm lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã bó xong một nửa bó hoa rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ còn hai cái tờ giấy này đúng không? Thì các bạn quên mất là lúc nãy mình đã không có dạy các bạn là không cần gấp như thế này.
các bạn gấp đôi tờ giấy lại như thế này nha. Rồi các bạn đặt như thế này cho mình. Đó. Mình sẽ gấp hai tờ một lúc nha. Các bạn đặt bó hoa như thế này. Sau đó thì cái phần mà có hai cái lớp như thế này các bạn đặt chéo như thế này nha. Bọc lại. Các bạn nhẹ tay thôi vì giấy báo này nó rất dễ nát. Giờ tiếp theo thì các bạn cũng bọc như vậy. Các bạn dùng băng keo sáp để cố định lại nha. Đó. Tờ tiếp theo, tờ thứ hai thì các bạn cũng làm như vậy nhá. Cũng đặt chéo như vậy rồi các bạn mà. Bỏ lại. Và các bạn dùng tay để chỉnh lại bó hoa nha. Đó, như vậy là chúng ta đã bó xong được cái phần giấy cho bó hoa như thế này. Ngoài ra mà bạn nào có thể cắm thêm kèm các hoa như hoa sao ở bên ngoài thì cũng bó cùng thì cũng khá là đẹp nhá. Mình thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách bó hoa thôi, cho nên là mình cũng không làm cầu kỳ quá. Sau khi các bạn bó xong được thành một cái bó như thế này thì chúng ta bước cuối cùng là chúng ta dùng ri băng. Thì các bạn làm những cái ri băng như thế này, các bạn buộc vào đây cái nơ ấy. Các bạn có thể dùng súng bắn keo hay bất kỳ cái vật dụng gì mà có thể dán lại cái này thì các bạn dán vào giúp mình nha. Thì đó, sau khi mà chúng ta bó xong một bó hoa như thế này thì chúng ta đã được thành phẩm như vậy. Với cách làm đơn giản này thì mình chúc các bạn thành công với cái cách bó hoa này nha. Nó cũng chẳng có cái phân mẫu nào đâu nhưng mà mình thấy nó khá là đẹp, với cả cũng nhiều bạn nữa. Yêu cầu mình bó hoa vì có một số clip mình làm mình có để một số bó hoa này vào. Chúc các bạn thành công với cái cách bó hoa này và các bạn có thể làm được những bó hoa đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau.